Bắt giam người tắt công an khi bị tổ tuần tra kiểm tra. Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giam Sơn về tội chống người thi hành công vụ vì có hành vi tát vào mặt chiến sĩ công an khi bị dừng xe kiểm tra. Sáng nay, 29 tháng 3, thông tin từ công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Sơn, 44 tuổi, ngụ phường Trung Sơn, thành phố Thanh Hóa để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, đêm ngày 14 tháng 3, Tổ tuần tra 282, Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn. Thời điểm đó, tổ tuần tra phát hiện hai người đàn ông đi trên xe Exciter không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, cả hai người không chấp hành các yêu cầu, không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe. Một chiến sĩ cảnh sát sau đó đã kiên trì giải thích nhưng người đàn ông tiếp tục không chấp hành mà còn chửi bới, thách thức. Đỉnh điểm, người lái xe máy đã tát vào mặt một chiến sĩ công an. Khi xảy ra sự việc, tổ tuần tra đã khống chế hai người đàn ông và đưa về trụ sở công an phường Lam Sơn lập biên bản theo quy định. Ngay sau đó, công an phường Lam Sơn đã chuyển vụ việc cho công an thành phố Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.